Hằng Du một khoe con út giao diện đến hệ điều hành đều cộp mắt mẹ. Cô chú ơi, con cái mặt nó kìa, cái mặt nó mập bự hơn mặt mẹ nó rồi. Hậu ly hôn, chiến thần thuê hẳn vệ sĩ riêng bảo vệ gia đình. Vấn đề hậu ly hôn của Hằng vẫn còn rất phức tạp. Gia đình rất buồn khi ngay trong đêm Tôn Bằng lại tung lên những điều đó. Trước khi tung, Tôn Bằng đã nhắn tin cho Hằng: tôi có nói với con là không nên manh động mà tuân theo pháp luật, báo với cơ quan chức năng để có hướng giải quyết. Đến hiện tại thì Hằng đã trình báo. Để đảm bảo an ninh, Hằng đã thuê thêm một vệ sĩ riêng khi đi ra ngoài. Kết hôn không những cưới, không sính lễ. Nay bốn quý tử thay nhau bù đắp, cùng cha khác mẹ nhưng đều mê Việt Nam. Hằng Du Mục lần đầu tiên tiết lộ về cái đám cưới của mình với lại Tôn Bằng. Kết hôn với anh một chiếc nhẫn không có, một món sinh lễ cũng không, chỉ mê tiền mà anh thích tương tác vật lý thôi. Tôn Bằng cởi bỏ chiếc áo người chồng tốt, bị soi loạt chi tiết có bé ba lúc vợ vắng nhà. Sáng ngày 23 tháng 8, Hằng Du Mục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi đăng tải khoảnh khắc con trai Dương Dương kèm dòng trạng thái: cái nết hiền khô à. Trong video, nhấp tì liên tục nghịch túi táo của mẹ, thậm chí Dương Dương còn phấn khích đùa giỡn với phụ huynh. Dưới video, cộng đồng mạng đều xuýt xoa nhận xét cậu út có ngoại hình không khác gì bản sao Hằng Du Mục. Ngoài ra, tính cách năng động của nhấp tì được không ít netizen kỳ vọng sẽ bảo vệ được mẹ khi khôn lớn. Thậm chí, đa số dân tình còn khẳng định chỉ cần không giống Tôn Bằng là được. Có thể thấy, chiến thần đã bắt đầu trở lại cuộc sống bình yên bên các con. Tuy chính thức ly hôn với Tôn Bằng, nhưng Hằng Du Mục và các con vẫn cần sự bảo vệ để đảm bảo an toàn cho gia đình. Chiến thần tiết lộ cô đã thuê một vệ sĩ riêng mỗi khi ra ngoài để bản thân yên tâm. Về phía Tôn Bằng, ông khiến cộng đồng mạng bức xúc khi liên tiếp có nhiều bài đăng tố vợ cũ trên mạng xã hội. Đáng chú ý, ông còn ẩn ý sẽ đăng tải những hình ảnh riêng tư thời còn sống cùng nữ TikToker. Hành động kém văn minh từ chồng cũ Hằng Du Mục nhận về làn sóng chỉ trích lớn từ netizen ở cả Việt Nam lẫn Trung Quốc. Chứng kiến loạt động thái từ chồng cũ, thay vì im lặng như trước đây, nữ TikToker không ngại đáp trả thẳng thừng. Đặc biệt, chiến thần còn khiến người hâm mộ bất ngờ khi cho biết thời điểm kết hôn với Tôn Bằng cô hoàn toàn không có nhẫn cưới, thậm chí cả sính lễ dành cho nhà gái chồng cũ cũng không đáp ứng. Ngoài ra, nữ TikToker còn tố Tôn Bằng nhiều lần ăn vụng. Cô cũng nắm giữ nhiều bằng chứng như bản ghi âm, giấy tờ sao kê và sẵn sàng công khai nếu Tôn Bằng cứ tiếp tục đóng vai nạn nhân. Hằng Du Mục không ngại nói chồng cũ là người quan trọng tài sản, trong mắt chỉ có tiền mà sẵn sàng vì nó mà từ bỏ gia đình. Trước màn đấu tố của Tôn Bằng và Hằng Du Mục, bố ruột chiến thần cũng lên tiếng bảo vệ con gái. Ông cho biết, vấn đề hậu ly hôn của Hằng vẫn còn rất phức tạp, gia đình rất buồn khi ngay trong đêm Tôn Bằng lại tung lên những điều đó. Trước khi tung, Tôn Bằng đã nhắn tin cho Hằng: tôi có nói với con là không nên manh động mà tuân theo pháp luật, báo với cơ quan chức năng để có hướng giải quyết. Vừa qua, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi soi loạt chi tiết về hình ảnh cô gái được cho là bé ba của Tôn Bằng. Cô gái này thường xuyên xuất hiện trong những buổi đi chơi của ông cùng bạn bè khi vợ vắng nhà. Trong các video, Tôn Bằng và bạn bè cũng hạn chế các góc quay có sự xuất hiện của cô. Chính điều này càng làm dân tình thêm thất vọng vì Tôn Bằng luôn khoác lên người chiếc áo người chồng tốt nhưng thực chất không phải vậy. Tuy đã chính thức ly hôn nhưng mâu thuẫn giữa Hằng Du Mục và chồng cũ người Trung vẫn diễn ra căng thẳng. Sắp tới đây, bố mẹ con chiến thần chuẩn bị về Việt Nam để bắt đầu cuộc sống mới. Nhất Dương và Dịch Dương cũng làm dân tình yên tâm khi luôn ở bên cạnh bảo vệ mẹ kế. Cả hai cậu con riêng của Tôn Bằng nhiều lần thể hiện niềm yêu thích với quê hương của dì. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.